Hello, chào mừng mọi người quay lại cái kênh của mình là Nhị Quang. Video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người tạo bong bóng chat cho nhân vật và thêm chuỗi hành vi. Việc đầu tiên mình làm là tạo bong bóng chat cho nhân vật. Các bạn mở cái nốt nhân vật lên. Sau khi tạo xong bong bóng chat thì hiện tại nó đang là các nốt control, có nghĩa là các nốt UI thôi. Mình sẽ thêm một nốt tên là SubviewBot và dùng Shrine 3D để hiển thị nó ở trong môi trường 3D. Cuối cùng chỉnh thông số này để nó hiện ở dạng 2D trực tiếp trên màn hình. Kế tiếp mình sẽ viết một hàm để điều khiển bong bóng chat. Mình sẽ dùng timer để ẩn cái bong bóng chat sau 5 giây. Cuối cùng mình sẽ gọi hàm để test bong bóng chat. Hiện tại thì bong bóng chat nó không hiển thị. Đây là một vấn đề liên quan đến cái nốt shader tên là Pixel Art. Như bây giờ mình tắt cái pixel art thì nó lại hiển thị bong bóng chat. Cách xử lý đó là di chuyển cái pixel art đó xuống dưới mặt đất. Như vậy thì bong bóng chat đã hiển thị đúng ý của mình. Cái đó mình sẽ sửa một chút ở cái cây hành vi. Như video lần trước mình đã tạo ra một cây hành vi đơn giản, nó chỉ chạy đúng một cái file hành vi, nhưng mà bây giờ mình sẽ tạo thêm một cái hàm để nó chạy một mảng hành vi, có nghĩa là nó chạy hành vi thứ nhất, xong nó chạy hành vi thứ hai, rồi nó lặp lại hành vi thứ nhất, rồi lặp lại hành vi thứ hai, không cần cái thay đổi cái action của nhân vật.
come second best, someone that you could forget. Got me drinking that healing, sinking in this feeling. Will you be the time, giving me the signs of life? Thinking you are clear, but you're gonna win. Mình sẽ dùng nó để làm chuỗi hành vi idol, có nghĩa là khi nhân vật ở trạng thái idol thì nó có thể làm nhiều hành vi chứ không phải chỉ mỗi đứng yên. Và tạm thời mình sẽ cho nhân vật nói chuyện ngẫu nhiên. Mình sẽ sửa lại hành vi idol cho phù hợp. Bây giờ mình sẽ cho nó trả về giá trị true để nó có thể chạy được vòng lặp. Các đoạn mã vừa rồi có tác dụng khiến cho nhân vật thay đổi các dòng chat sau một khoảng thời gian. Bây giờ mình sẽ thêm các đoạn chat ngẫu nhiên vào trong file ngôn ngữ. Các đoạn chat này được mình cách nhau bởi dấu gạch đứng. Sau đó mình sẽ thay thế nội dung chat bằng cái key ở trong file ngôn ngữ đó. Chỉ cần khai báo key ở trong cái hàm tr là được. Kế tiếp mình sẽ dùng mã để tách các câu chat ra và hiển thị ngẫu nhiên nó. Như vậy là xong rồi. Các bạn có thể thêm bao nhiêu câu chat tùy ý. Chúng ta chỉ sử dụng một key cho cái tất cả các đoạn chat này. Kế tiếp mình sẽ thêm một cái hành vi khác khi nhân vật ở trạng thái idol, đó chính là hành vi di chuyển lung tung. Mình sẽ tận dụng lại các dòng mã bên idol. Nếu hành vi này được gọi thì mình sẽ cho nhân vật di chuyển đến một vị trí ngẫu nhiên trên bản đồ. We'll be right back.
Cuối cùng thêm cái hành vi vừa tạo nó vào đây. Các animation hoạt động không chính xác lắm, mình sẽ tìm cách sửa lại. Sẵn đây mình cũng sẽ giảm tốc độ di chuyển nhân vật khi mà nó chạy cái animation đi bộ. Như vậy là các animation đã hoạt động chính xác. Như các bạn thấy thì khi nhân vật ở trạng thái idle, nó sẽ thực hiện luân phiên hai cái hành động hồi nãy. Các hành động chuyển đổi nhanh quá, mình sẽ tăng nó lên 5 giây để cho các bạn dễ quan sát. Như vậy là đã xong nội dung của video lần này. Hẹn gặp lại các bạn vào các video lần sau. Bye!
come second best, someone that you could forget. Got me drinking that healing, sinking in this feeling. Will you be the time, giving me the signs of life? Making you are clear, but you're gonna regret.